vỏ bọc hoàn hảo của kẻ sát nhân máu lạnh BTK. Ẩn dưới lớp mặt nạ người đàn ông đáng tin cậy và đầy trách nhiệm, Dennis Prader là một kẻ tâm thần với hàng loạt vụ giết người kinh hoàng. Trước khi bị bắt, Dennis Prader hay còn được biết đến với cái tên BTK, một trong những kẻ sát nhân máu lạnh nhất nước Mỹ từng có một cuộc sống gần như hoàn hảo. Hắn từng nắm chức chủ tịch hội đồng giám mục, là trưởng đoàn hướng đạo sinh, là một người cha, người bố đáng mến. Hắn dường như là một người đàn ông đáng tin cậy và đầy trách nhiệm. Nhưng ẩn dưới lớp mặt nạ này là một kẻ tâm thần đã làm ra nhiều chuyện kinh hoàng. Không một ai, kể cả người vợ đầu ấp tay gối Paula Diaz, có thể nghĩ rằng hắn chính là kẻ sát nhân BTK khét tiếng tại thành phố Park, tiểu bang Kansas. Từ năm 1974 đến năm 1991, hắn đã tra tấn và giết hại 10 nạn nhân vô tội. Biệt danh BTK là viết tắt của Bean, Toaster, Kill, trói, tra tấn, giết, chính là cách thức gây án ghê sợ và tàn bạo của Rader. Khi tên tội phạm bị bắt vào năm 2005, người vợ Paula và con gái Carrie không dám tin vào sự thật ngay trước mắt mình. Cha tôi là người đã dạy tôi phải sống có đạo đức. Ông ấy dạy tôi biết phân biệt tốt, xấu, đúng, sai, con gái của hắn hồi tưởng. Dennis Lynn Rader sinh ngày 9 tháng 3 năm 1945 tại thành phố Pittsburgh, Kansas. Hắn là con trưởng và anh của ba người em trong một gia đình bậc trung tại thành phố Wichita, Kansas. Đây cũng chính là nơi hắn liên tiếp giết hại nhiều người. Rader đã thể hiện tính cách biến thái, ưa thích bạo lực từ thời niên thiếu. Hắn ta treo cổ và hành hạ nhiều thú hoang. Trong một buổi phỏng vấn trên đài radio, hắn giải thích rằng hồi còn đi học, hắn đã gặp một số vấn đề về tâm lý và có nhiều ham muốn biến thái. Hắn từng tự trói tay chân và trùm đầu mình bằng túi ni lông, tương tự với cách hắn hành hạ nhiều nạn nhân sau này. Hắn cắt nhiều hình phụ nữ trên các tạp chí và vẽ những thứ đồi bại lên người họ. Nhưng Rader che giấu những suy nghĩ bệnh hoạn đó dưới vỏ bọc một người bình thường, bằng cách theo học đại học và sau này gia nhập không quân Mỹ. Sau khi giải ngũ, hắn quay trở về làm thợ điện ở Wichita, và tại đây hắn gặp gỡ người vợ Paula. Hắn cầu hôn cô chỉ sau một vài lần hẹn hò. Họ kết hôn vào năm 1971. Vụ án mạng đầu tiên. Rader bị sa thải vào năm 1973 và thực hiện tội ác đầu tiên vào ngày 15 tháng 1 năm 1974. Khi vợ hắn đang yên giấc, hắn đột nhập vào ngôi nhà Otero và giết từng thành viên của gia đình xấu số. Hai người con Josie và Joseph lúc này chỉ mới 11 và 9 tuổi, bị ép phải nhìn cảnh hắn ta bóp cổ bố mẹ chúng tới chết. Josie khóc rưng lên. Mẹ ơi, con yêu mẹ. Khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng, hắn kéo cô bé xuống tầng hầm, lột đồ và treo cổ Josie trên ống thoát nước. Khi cô bé hỏi hắn có ý định gì, hắn dửng dưng trả lời cô bé sẽ gặp lại gia đình mình ở trên thiên đường. Hắn đứng nhìn Josie vùng vẫy. Tiếp đến hắn chụp ảnh các xác chết và giữ một số vật dụng của nạn nhân làm kỷ niệm về vụ thảm sát đầu tiên của mình. Sau đó, Dennis Prader về nhà với vợ mình và chuẩn bị trang phục đi cầu nguyện ở nhà thờ. Lúc đó, hắn vẫn là vị giám mục đáng kính trong mắt nhiều người. Trong lúc người chồng đứng sau nhiều vụ án kinh hoàng, vợ của Prader, Paula, tần tảo vun vén hạnh phúc của hai vợ chồng. Hắn xuống tay với hai nạn nhân tiếp theo chỉ vài tháng sau tội ác tày trời đầu tiên. Prader theo dõi và đột nhập vào căn hộ cô sinh viên trẻ Catherine Bright. Sau đó hắn đã dùng dao đâm và bóp cổ cô. Tiếp theo, Rader dùng súng bắn anh trai Catherine hai lần nhưng anh ta may mắn sống sót. Anh cô miêu tả Rader là một kẻ có đôi mắt tâm thần. Paula mang thai đứa con đầu lòng của Rader 3 tháng thì hắn ta bắt đầu khoe mẽ chiến tích của mình một cách kín đáo.
Hắn miêu tả chi tiết cách thức giết nhà Osterholm trong bức thư gửi cảnh sát, rồi kẹp theo một cuốn sách tại thư viện công cộng Wichita. Rader liên lạc với một tờ báo địa phương, thông báo địa điểm của bức thư thú tội. Trong thư, hắn ta nói thêm rằng sẽ tiếp tục ra tay với nhiều nạn nhân khác và tự đặt biệt danh BTK cho mình. Dennis từng có ý định dừng tay khi Paula mang thai. Tôi rất háo hức về viễn cảnh hai chúng tôi và những đứa trẻ. Bây giờ, bọn tôi chính thức là một gia đình. Vừa con cái, vừa công việc, tôi trở nên quá bận rộn. Nhưng con quỷ dữ trong hắn chỉ ngủ yên một vài năm. Năm 1977, hắn ngựa quen đường cũ, giết và cưỡng hiếp nạn nhân thứ bảy, Shirley Bian. Tương tự như những tội ác trước, con trai 6 tuổi của Shirley phải chứng kiến hành vi ghê tởm của hắn qua lỗ cửa phòng. Trước đó vài ngày, vợ của Dennis tìm đến căn nhà, bản nháp một bài thơ tựa Shirley Locke với câu thơ "Đừng la hét, nằm xuống nệm, nghĩ về ta và cái chết". Paula không nghi ngờ về điều gì bất thường. Cô cũng không tra hỏi gì khi chồng mình đánh dấu những bài báo về kẻ sát nhân hàng loạt và gọi đây là mật mã của riêng hắn. Thậm chí, khi Paula nhận ra những bức thư của BTK gửi cảnh sát đầy lỗi chính tả mà chồng cô cũng mắc, cô cũng không mảy may nghi ngờ mà chỉ nhẹ nhàng trêu: "Anh đánh vần y hệt như BTK vậy". Cô cũng không tò mò về cái hộp kín hắn để ở trong nhà. Đây chính là chiếc hòm thư lưu trữ chiến tích mà hắn âu yếm gọi là Đức Lang Quân. Nó chứa đầy các vật chứng từ hiện trường vụ án BTK, đồ lót của phụ nữ đã chết, bằng lái xe của nạn nhân, hình chụp hắn mặc đồ của nạn nhân rồi tự bóp cổ và chôn sống mình, tái hiện lại cách thức gây án ghê rợn. Thói quen của tôi là tìm và giữ quần áo lót của nạn nhân. Cô con gái Carrie hồi tưởng lại rằng có một lần cha cô bóp cổ em trai vì quá tức giận. Cô và mẹ phải can ngăn để cứu mạng cậu bé. Tôi vẫn có thể hồi tưởng lại sự tức giận bùng nổ trên gương mặt bố. Carrie nhớ lại, nhưng chế rêu thay, chính ông bố này đã là người an ủi Carrie khi cô nghe tin về những vụ án giết người xảy ra ngay tại khu nhà mình. Vào mỗi buổi sáng, cha cô vẫy tay chào thân thiện với người hàng xóm Maureen Hay trên đường tới nhà thờ. Đây là nạn nhân thứ 8 của Dennis, bị hắn trói và bóp cổ. Dennis lúc này cũng trấn an gia đình rằng: "Đừng lo, chúng ta hoàn toàn an toàn". Nhưng sự thật là Rader đã sát hại nạn nhân vào ngay đêm hôm trước. Sau khi lẻn ra khỏi chuyến đi cắm trại cùng con trai, hắn trở lại và tiếp tục giả ngoại như không có chuyện gì xảy ra. Năm 1986, hắn tiếp tục giết nạn nhân thứ 9, Vicky, 28 tuổi, trước ánh mắt thơ ngây của đứa con trai 2 tuổi đứng trong củi. Có lẽ vụ việc sẽ mãi không bao giờ sáng tỏ nếu kẻ thủ ác không vô tình tự vạch mặt chính mình. Năm 1991, Dennis bắt đầu chăm lo cho gia đình hơn và làm giám sát viên ở khu ngoại ô Wichita. Anh ta nổi tiếng là một nhân viên nghiêm túc và không nhân nhượng với vi phạm của người khác. Cùng năm đó, hắn xuống tay với nạn nhân thứ 10 và cũng là tội ác cuối cùng của mình. Hắn ta đã dùng gạch đập vỡ cửa sổ nhà của bà Dolores Davis, sau đó vứt xác bà xuống một cây cầu. Trong lúc còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, Davis Render đọc một bài viết về vụ sát hại gia đình Otero 30 năm về trước trên báo địa phương. Hắn ta muốn cái tên BTK được mọi người biết đến một lần nữa. Năm 2004, hắn gửi một loạt các lá thư và gói hàng nhằm trêu đùa giới truyền thông và lực lượng cảnh sát. Một số gói hàng chứa nhiều đồ vật gợi nhắc về các tội ác, những con búp bê bị trói, bịt miệng như những nạn nhân trước đây, và những đoạn giới thiệu cuốn tiểu thuyết có tựa đề "Kẻ sát nhân BTK" hắn định xuất bản. Nhưng rồi cuối cùng, hắn cũng bất cẩn gửi cho cảnh sát một lá thư đựng trong một chiếc đĩa mềm. Bên trong chiếc đĩa, cảnh sát đã trích xuất được một bản Word đã bị xóa. Bản file Word này là tài liệu cho nhà thờ Lutheran, được viết bởi chủ tịch hội đồng giám mục Dennis Rader.
Các mẫu ADN được lấy từ móng tay của nạn nhân và dấu tay của con gái hắn trả về kết quả trùng khớp. Ngay lập tức, Rader bị bắt giữ ngay tại nhà mình trước sự chứng kiến của vợ con vào ngày 25 tháng 5 năm 2005. Ông bố cố gắng tỏ ra trấn tĩnh, thậm chí còn ôm con gái một cái cuối cùng và hứa rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tuy nhiên, khi đặt chân vào xe cảnh sát, hắn ta chẳng thèm ra vẻ nữa. Khi viên cảnh sát hỏi hắn ta có rõ lý do tại sao bị bắt không, Rader cười và trả lời: "Tôi cũng đoán được vì sao." Rader thú nhận tất cả 10 vụ giết người. Lúc miêu tả chi tiết những tội ác tàn bạo của mình, hắn tỏ vẻ thích thú và vui sướng. Sát nhân BTK bị kết án 175 năm tù giam và không có khả năng ân xá. Hắn ta không bị tử hình do bang Kansas không thực thi mức án này. Hắn ta đã 60 tuổi khi bị bắt và đối mặt với 10 bản án chung thân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Nếu quý vị thấy hay thì nhớ ấn vào nút đăng ký kênh, như là comment chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại vào những câu chuyện tiếp theo. Xin cảm ơn.